Hoạt động kịch nghệ tại London luôn nhộn nhịp vào mùa lễ hội cuối năm, nhưng năm nay mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ bởi du khách đang tỏ ra lo lắng khi đến rạp sau vụ tai nạn ở nhà hát Apollo làm 90 người bị thương. Tai nạn sập trần nhà hát Apollo ở London đã làm cho 90 người bị thương. Vụ việc xảy ra trong lúc hơn 700 khán giả đang thưởng thức vở kịch The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Thông tin về tai nạn này đã khiến nhiều người không muốn đi xem kịch vì lo ngại mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng ở các rạp hát. Điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động giải trí tại London. Mỗi năm có khoảng 2,7 triệu lượt người yêu thích kịch nghệ để vào thưởng thức những màn biểu diễn tại các nhà hát tại London, mang về gần 3 tỷ bảng. Dĩ nhiên, lượng du khách này mang lại món hời lớn cho ngành du lịch của Anh, vốn trị giá gần 21 tỷ bảng và tăng trưởng 6% một năm. Hiện tại, vụ tai nạn ở nhà hát Apollo vẫn đang được điều tra. Để các phản ứng tiêu cực không đi quá xa, giám đốc của các nhà hát khác lần lượt lên tiếng trấn an. Vụ tai nạn đã xảy ra thật kinh khủng, đó là tai nạn không ai ngờ đến. Nhưng các nhà hát khác đều an toàn, mỗi năm đều được chính quyền địa phương kiểm tra. Mọi chuyện liên quan đến vụ tai nạn ở nhà hát Apollo nên sớm được giải quyết, nếu London không muốn làm du khách thất vọng vì hoạt động kịch nghệ bị chững lại trong mùa lễ hội sắp tới. Du lịch là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Anh, và kể từ Olympic 2012 thì London đã thu hút lượng du khách cao kỷ lục.